Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em mới về được lô cây gân anh em. Đó, hàng mini rất là đẹp anh em ơi, cây cực kỳ già, rất là sai trái ha. Cây này em bán cặp cho anh em. Đó, để rẻ rẻ cho anh em về chơi ha. Cặp chừng bay ha, 16 hoành. 16 hoành. Chiều cao là 50. Chiều cao 50. Bên cây bay là 15. 15. Chiều cao 40. Cao 40. Cây chừng cây bay ha. Cây rất là đẹp nha anh em. Cây mã số 1, cặp 1 nha, cặp số 1. Cây rất là đẹp. Rồi, cặp số 1 này em giao lưu với anh em là 700k thôi anh em ơi. Em bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cặp số 1. Đó. Số 2. Tiếp theo là cặp số 2. Đó. Cặp này cũng khá là đẹp nha anh em. Cây này chỉ cặp nhiều lắm nè. Đó. Cây này đẹp cây ha. Cây sông thủ ha. Rồi, cặp số 2. 19 hoành. 19 hoành ha. Chiều cao 60. Cây bên đây là 22 hoành. Chiều cao là 60 luôn. Rồi, cặp số 2. Rồi, cặp này thì em giao lưu với anh em là 800k ha anh em. Bao ship tặng nhà. Đế cũng tương đối khá lắm anh em. Khế gân anh em, rất là sai trái ha. Rồi, tiếp theo là cặp số 3. Đó. Cặp này nó giống giống nhau nè. Hai cái tàn dáng bay bay xéo xéo rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em nha, xem kỹ ha. Đó. Hoành cây này 14 ha. Hoành 14. Chiều cao là 60. Cây bên đây 15. Cũng chiều tương. Cao là 56. Thì hai cây cũng cao tương đương nhau đó anh em ơi. Đó, cặp số 3. Rồi, cặp này giao lưu với anh em là cũng 800k anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Khế gân ha, chỉ 800k được cặp khế gân anh em. Chơi Tết rất là sai trái ha. Cây này chi tay có sẵn rồi, rất là mau trái anh em ơi. Khế gân là ra trái quanh năm. Trái rất là sai. Rất là sai trái, mà trái nó chua nữa anh em ơi. Số 4. Cặp số 4. Quanh 17. Chiều cao là 60. Bên đây hoành 18, chiều cao là cũng 60 luôn. Đó, tương đương nha. Rồi, cặp số 4. Rồi, cặp này giao lưu với anh em là 650k thôi anh em ơi. Đó, để rẻ cho anh em chơi thôi, 650k em bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Rồi, tiếp theo là cặp số 5. Cặp này đẹp lắm anh em ơi. Đó. Đi khá đẹp ha. Cây là khá là đẹp đó anh em. Cây mini bên đây lắc lượng đẹp lắm ha. Mười sáu hoành, chiều cao 50. Bên đây là 15 hoành, chiều cao là 36. Rồi, cặp số 5. Cây rất là đẹp. Cây này lắc lượng đẹp lắm nha. Rồi, cặp này giao lưu với anh em 600 thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Cặp số 5, 600k bao ship. Bữa nay em về được 10 cặp nghe anh em, rất là già luôn, nhỏ nhưng mà già cây lắm anh em ơi. Cặp số 6. Nhỏ nhưng rất là già cây ha. Anh em thấy cây đó rất là già. Mình đi chứ già cố đế lắm đó anh em ơi. Lắc lượng ha. Chi tay đầy đủ, cái này mau mau ra trái lắm anh em ơi. Mấy trai chi tay về mau ra trái lắm. 19 hoành. 19. Chiều cao là 44. Cây bên đây 14 hoành, chiều cao là 50. Rồi, cũng gần tương đương nhau anh em ơi. Rồi, cặp số 6. Rồi, cặp này giao lưu với anh em cũng 600 thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Đó, rất là sai trái luôn ha. Tiếp theo số 7. Cặp số 7. Nè, anh em thấy mấy ti trai mà nó có sẵn chưa nhá, về rất là mau trái anh em ơi, về rồi ra bông là ra trái đó. 13 hoành. 13 hoành. Chiều cao 35. Ra lá ra bông là ra trái đó anh em ơi. Bên đây 15 hoành, chiều cao là 50. Đó. Cây khá là đẹp. Rồi, cặp số 7 cũng 600 anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Cây rất già anh em thấy không? Đường găng guốc nó dữ lắm luôn anh em. Cây găng nha, cây găng cây chua đó. Trái
chua, ăn bao chua luôn. Số 8. Cặp này lùng lực ha. Cặp số 8. Cây nhỏ này rất là quái, rất là đẹp nha, lắc lượng nha. 14 quanh. 14 quanh. Chiều cao là 35. Cây bên đây. Cây bên đây là 22 quanh. Chiều cao là 30. Cặp này là cặp số 8. Cặp số 8. Rồi cặp này thì em giao lưu với anh em là cũng là 600k thôi, để cho anh em chơi em Tết anh em ơi. Cây này là Tết dư sức ra trái anh em ơi. Ra trái đùm đùm luôn nha. Cái răng là cực kỳ gai ra trái luôn ha. Đó. Cặp này đẹp cây nha. Cặp số 9. Cây nhỏ này rất là đẹp nha. Đó. Anh em thấy ha, cây rất là đẹp cây ha. Mini mà rất là đẹp nha. Già cây lắm nha. 20 quanh. 20 quanh. Chiều cao là 40. Cây bên đây là cũng 20 luôn. Chiều cao 45. Rồi. Đó, cây rất là đẹp. Cặp tương đương nha. Rồi ngừng lại cho anh chụp hình nền cái. Nãy giờ chưa chụp. Đó. Cặp này đẹp cây lắm đó anh em ơi. Rồi, cặp này cặp số 9. Rồi này em giao lưu với anh em này chỉ 600k thôi, bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Đó. Cái găng bao rẻ luôn anh em ơi. Bao ship luôn. Đây cặp số 10. Cặp cuối cùng luôn nha. Em để quay cái cây kia ra ngoài chút xíu. Ở cây đó đó. Ừ. Rồi đang chụp hình nền cái nè. Cây cái nhỏ này đẹp lắm nha. Đó, hai cây này rất là đẹp nha anh em. Đẹp cây lắm nè. Rồi. Rồi, đồ hoành luôn. 16 hoành. 16 hoành. Chiều cao là 50. Bên đây là 21 hoành. Chiều cao cũng 50 luôn. Rồi, cặp số 10. Đó, đây cũng là cặp cuối cùng của clip nha anh em. Cặp này thì em để cho anh em là 650k ha. Em bao ship tặng nhà cho anh em luôn. Cây nói chung là cây khá là đẹp. Đó, anh em nhìn ha. Rất là đẹp luôn. Rồi cũng rất mong anh em ủng hộ. Cũng cảm ơn anh em đã nhiệt tình theo dõi video. Rồi xin chào anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh để mình được theo dõi video sớm nhất nha anh em. Rồi xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em clip sau nhé.